Chào năm mới tới tất cả anh chị các bạn nhé. Đầu xuân năm mới thì em thương xin phép được giới thiệu giao lưu với anh chị bạn là một cái rễ cẩm chỉ không ba. Hàng Vân nó quá phúc anh chị bạn ơi. Cái này gọi là hàng khô gần như khô kiệt rồi các bạn nhé. Em nó là 21,5kg anh chị bạn nhé. Gần đây. Quá đẹp luôn. Thì nó hơi cong cong cái này các bạn này. Có kích thước chiều dài thì được 70 các bác nhé, chiều dài được 70, 71 thì tính 70 thôi. Thì có chiều rộng thì cái chỗ này rộng được 23, chỗ rộng được 21 và chỗ này 20. Đấy, chỗ đây thì nó là được 18. Chỗ này trùng đẹp lắm này. Còn đầu đây các bác này, đầu đây là 14, 15 và 13. Có nghĩa là chiều dày của nó là 13, rộng là 14, 15 các bác nhé. Thì nó đầu này nó hơi như kiểu gọi là hơi tam giác một chút. Còn dày nhất thì là 17. Dày chỗ này là 17 nhé. Các bạn nhìn chỗ này chun đục tiện đều VIP anh chị bạn nhé, đục tiện đều VIP đấy. Như này có này, mặt này em cắt đây, vần này có này, vần nó quá đẹp luôn các bạn, cho các bạn xem vần đấy, các bạn nhìn không, vần quá đẹp luôn nhé. Hàng cam kết là đẹp luôn chứ không có... cảm kết đây, chỗ này là nó bị gọi là sức sức tước tước bị tước tí đấy các bác nhé. Vâng, quá VIP, đục tiện đều ok các bác nhé, đục tiện đều ok. Dài 70 các bác nhé, dài 70. Đấy, các bác thích đục con gì cũng được, con cá cũng được. Vâng, nó quá đẹp các bác này. 21,5kg. Thì đầu xuân năm mới thì em mở hàng cục này thì anh chị bạn nào mà thiện chí thì cứ liên hệ em thương số điện thoại là 0338918991 nhá. Quá đẹp luôn các bác nhỉ. Rồi em cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhá.